Xin chào anh Công. Thì đây là hai cây bông trang Mỹ màu vàng. Bên em đóng thùng và gửi đi Quảng Nam cho anh. Thì bây giờ Tết tới rồi, dịch vụ nó không có nhận hàng mình gửi cho khách nữa. Tại vì dịch vụ nó sợ là không có giao kịp trong mấy ngày này, rồi nhân viên đến ngày nghỉ Tết á, thành ra không có đảm bảo được dịch vụ được tốt, thành ra nó không nhận hàng đi xa nữa. Thì bây giờ em chọn giải pháp là gửi xe Phương Trang. Thì cái ưu điểm của gửi xe Phương Trang đó chính là xe Phương Trang thì chạy liên tục 24 trên 24 đều có chuyến xe đi. Rồi, nhưng mà khi mà đến bến xe thì khách hàng phải đến trạm mang theo giấy chứng minh nhân dân và đọc số điện thoại để nhận kiện hàng, cho nên hơi phiền khách hàng một tí, nhưng bù lại thì phí gửi cây tương đối là rẻ so với dịch vụ bưu điện hoặc là tiết kiệm Viettel, nó rẻ nhiều lắm. Thì lúc nãy hai cái cây lúc để vô á, em mới quay phim giờ gói hết rồi, em quay sơ cho anh Công xem. Thì bây giờ em sẽ đem xuống bến xe để gửi và đóng thùng lại. Đóng thùng như vậy rồi mình gửi xe, xe nó thảy cỡ nào cũng không có sao. Rồi em chúc anh Công ngày làm việc mới vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.